Kính bạch chư Tôn đức, kính bạch ngài phương trượng chủ vị viên, kính bạch chư đại đức tăng, các vị tu nữ và các vị Phật tử trong đạo tràng chủ vị viên đêm nay, như hôm ngài phương trượng vừa giới thiệu quý vị, cách đây 18 năm trong cái đêm cuối cùng để rời Việt Nam, chúng tôi có một thời pháp tại chủ vị viên, một cái chùa cũ nhưng mà không có xì cũ thôi. 18 năm sau, tương đương cái thời gian của Bạch Hải Đường, chúng tôi trở lại chùa xưa. Năm nay 50 tuổi rồi, già rồi, cũng hơi chạnh lòng. Bước vào chùa thấy chùa mới mà mình đã cũ. Cảm giác đó nó làm chạnh lòng kinh lắm. Chùa đều đã mới, chùa mới mà mình thì đã cũ rồi. Gặp lại ngài, ngồi nghe ngài nói chuyện cũng lại thêm một chút chạnh lòng. Ngài không còn như xưa nữa. Chúng tôi được biết Hòa Thượng Phương Trượng này năm 80, năm nay 37 năm rồi, 37 năm. Bây giờ gặp lại thì ở trong đạo mình lạ lắm. Trẻ thì là mới tu là đệ đức, tu lâu thì lên thượng tọa. Thượng tọa lên và thượng, Hòa Thượng lên bàn thờ. Đó là cái trật tự. Đó là thượng, là bàn thờ thôi. Thưa quý vị, ở dưới Miên ấy, ở dưới Campuchia, ở dưới lục tỉnh ấy, có cái chùa. Trước chùa có cây me to lắm. Người Việt Nam không biết kêu cái chùa đó cái tên me dài quá đi. Họ kêu Hòa Thượng chùa cây me. Hòa Thượng thấy cái tên đó nó không có đẹp, Hòa Thượng kêu đốn. Người Việt Nam mình thấy vậy mới kêu là Hòa Thượng chùa gốc me. Hòa Thượng giận quá, Hòa Thượng mới kêu bứng cái gốc lên. Thì người ta kêu Hòa Thượng chùa hố me. Hòa Thượng chưa kịp sửa thì Hòa Thượng tịch. Hôm nay chúng tôi trở lại chùa xưa. Chùa Kỳ Viên đúng là vẫn còn ở giai đoạn gian dở. Và cũng chính cái chuyện gian dở đó, nó trở thành ra cái đề tài mà chúng tôi muốn gửi đến các vị đêm nay. Cái đề tài thuyết pháp ở đây đó, nó không có phải đến trước khi chúng tôi đến đây, mà chúng tôi nằm ở trên phòng khách đó, chúng tôi cứ đi tới luôn nhìn hoài, nghĩ mình làm nói cái gì hè. Thôi thì bây giờ mình nói đến cái gian dở của chùa đi. Bởi vì đời sống của tất cả chúng ta là dở dang, là lỡ làng mà. Nói gì cái chùa nha. Cái chữ dở dang mà chữ lỡ làng đó, nó là một đề tài rất là lớn. Nếu ai có đọc văn chương hiện đại của Nhật Bản, có lẽ biết ông Murakami. Có biết không đó? Dạ, cảm ơn. Ông có một câu nói mà tôi rất là tâm đắc, bởi vì câu nói đó nó rất là Phật giáo, nó rất là A Tỳ Đàm. Còn ông nói thế này: chúng ta nói yêu nhau, chúng ta nói là chúng ta có nhau, nhưng mà chúng ta đâu có ngờ rằng tất cả những gì chúng ta nghĩ về nhau chỉ là những hoài niệm. Các vị có nghe kịp không? Các vị còn nhớ ở trong văn học của Trung Quốc rồi văn học Việt Nam có cái câu chuyện Khắc Chu Cầu Kiếm, là một công tử đi với một cậu người ở đó, đi qua sông. Thì cậu công tử làm rớt cái thanh gươm xuống nước, rồi mới kêu cậu công tử kêu cái người ở đó nhảy xuống dưới sông đó, mò thanh gươm đó lên. Và cậu thanh niên, cái anh mà người ở đó, anh nói rằng cho lên nước sông sâu mà chảy xiết, con không có nhảy xuống, dám xuống chỗ này đâu, nhưng mà không sao, một lát nữa thuyền vô bờ rồi con sẽ nhảy xuống con mò. Thì ông cậu công tử ông nói gươm rớt ở đây mà tại sao mò trong bờ. Thì cái người ở mới nói rằng bởi vì nước sông sâu con không dám xuống đây, nhưng mà con có làm dấu cái chỗ thanh gươm nó rớt nè. Nghe hiểu không? Con làm dấu cái chỗ nó rớt nè, thì một lát vô bờ con sẽ nhảy xuống ngay cái chỗ này để con mò. Các vị nghe hiểu không? Dòng nước nó trôi đi không ngừng, thuyền thì đi, nước thì trôi. Ấy vậy mà cái cậu người ở đó cứ hồn nhiên, cứ mà thơ ngây, trông đợi một điều rất là trẻ con, rằng là một lát nữa vào bờ mình có thể tìm thấy thanh gươm chỉ bằng vào cái vạch vôi ở cái chỗ này thôi. Chúng tôi rất nhiều lần trong những buổi giảng ở trong room hay là giảng bên ngoài, chúng tôi vẫn nói tới lui đó là tất cả những gì mà chúng ta tưởng tiếc, tất cả những gì chúng ta sở hữu, tất cả những gì chúng ta kiếm tìm trong cuộc đời này, tất cả chỉ là những hoài niệm. Bởi vì chúng ta có thương một ca sĩ, chúng ta có thương một diễn viên,
trên sân khấu. Đó là chúng ta thương cái con người mà có pháo, có những cái tràng pháo tay, có đèn, có hoa, có âm thanh. Nhưng mà khi mình cưới họ về đó thì họ thành một con người khác, có nghe kịp không? Đó là bi kịch của những nhà sư hoàng tục. Khi chúng tôi còn lấy y trên người, chúng tôi là con bướm. Chúng tôi bỏ y ra rồi, chúng ta là con sâu. Tình chỉ đẹp khi đời còn dang dở. Và thời chiến tranh người ta sửa câu đó lại: đời chỉ đẹp khi mìn chưa nổ, đời mất vui khi nó mất hai giò. Cái gì nó dở dang nó đẹp. Và phải nói thật đó, phải nói thật, đời sống chúng ta là những gì dang dở. Và tất cả kỳ vọng của chúng ta, tất cả những yêu thương, tất cả những kiếm tìm, tất cả những đầu tư, tất cả những tưởng tiếc của chúng ta hoàn toàn nhắm vào cái gọi là hoài niệm. Các vị nghe kịp không? Cho nên chúng ta trở lại cái tinh thần của Phật Pháp. Một vấn đề của Phật Pháp mà chúng ta muốn nhắc lại trong cái buổi pháp thoại đêm nay tại chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên đúng là cái thời gian xây dựng lâu thiệt. Chúng ta phải nhìn nhận chỗ đó, lâu thiệt. Và chúng ta tạm thời thì chưa có thể biết rõ ngày nào xong. Nhưng mà có một chuyện mà chúng tôi muốn lưu ý các vị Phật tử, đó là không riêng gì cái chùa Kỳ Viên mà chúng ta nhìn thấy bằng cái mắt bên ngoài, mà cả cái chùa Kỳ Viên bên trong tâm hồn của chúng ta vẫn mãi mãi là ở cái giai đoạn dang dở. Các vị nghe kịp không? Cho đến bao giờ chúng ta chưa là một người bậc thánh, thì cho đến khi đó cái tâm hồn của người Phật tử vẫn mãi hoài là một ngôi chùa dở dang. Các vị nghe kịp không? Không có gì đáng trách cho bằng một người có ba mớ giáo lý, đi tu thiền biến điện được hai ba lần, trở về thấy mình là cái gì đó ghê gớm, cứ cho mình là một ngôi chùa đã hoàn thành, một ngôi bảo tháp đã dát vàng. Chưa phải đâu. Chưa là thánh thì chúng ta mãi hoài là một ngôi chùa dở dang. Đó là một thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi đến các vị Phật tử trong đêm nay tại chùa Kỳ Viên. Các vị nghe kịp không? Chúng ta không có gì để hãnh diện hết. Chúng ta hãnh diện là vì chúng ta chưa bỏ cuộc. Chúng ta hãnh diện là vì chúng ta có cái gan, có cái gan bỏ cái cũ, bỏ cái thấp để vươn lên một cái chiều cao, một cái tầm cao mới. Hãnh diện là hãnh diện cái đó, chứ không phải hãnh diện cái mà chúng ta đang có trong tay. Các vị có nghe kịp không? Chiều nay trong một buổi giảng của chúng tôi ở quận 6, chúng tôi có kể lại một câu chuyện trong Kiếm Hiệp Kim Dung. Cái ngày mà sư phụ tiễn học trò xuống núi, sư phụ có nói thế này: chúng ta là con nhà võ, chúng ta chinh phục thiên hạ bằng cái nắm tay. Nhưng con nhớ nha, con nhớ lời của sư phụ, cái nắm tay đó, khi con nắm bàn tay lại đó, cái mà con giữ được trong đó chỉ là một vóc. Nhưng mà khi con muốn nắm cái lớn hơn thì con phải mở nó ra. Là vì sao vậy con? Là bởi vì nắm tay luôn nhỏ hơn vòng tay. Có đúng vậy không? Ngày mới quen nhau mình mới nắm, cưới nhau rồi về mới ôm, đúng không? Cho nên nắm tay luôn nhỏ hơn vòng tay là chỗ đó. Yeah. Chính vì chỗ đó cho nên cái tinh thần lớn nhất của đạo Phật là gì? Là buông bỏ. Đó là chính là cái thông điệp mà chúng tôi nói chiều nay ở trong quận 6 và đêm nay ở tại Kỳ Viên. Chúng tôi lại nói một chuyện khác. Cái hành trình sống và cái hành trình tu tập của chúng ta, hành trình sống đời hay là hành đạo, nó chính là hành trình xây dựng. Nhưng mà nó có cả bao nhiêu trường hợp xây dựng? Xây cái xây để mà có được cái chưa có. Ở đây nếu mà quý vị nào nghe Pháp mà có thói quen ghi nốt thì bắt đầu từ cái này nên ghi nốt. Ghi nốt tức là cái gì? Dạ? Ghi chú ghi thím. Đời sống tu học hay là hành đạo của mỗi người, nó là một hành trình xây dựng. Và có nhiều trường hợp xây dựng lắm quý vị. Trường hợp 1, xây dựng là dựng nên cái gì chưa có cho có. Các vị nghe kịp chưa? Trường hợp thứ hai, tu hành là một quá trình xây dựng để vượt khỏi cái thấp mà vươn lên cái cao. Trường hợp thứ ba, xây dựng để rồi đập bỏ. Tôi biết cái thứ ba này nhiều người rất là sốc, mà đặc biệt là thầy phương trưởng cứ nghĩ là chúng tôi châm biếm. Không phải. Trường hợp thứ nhất nè, thế nào là xây dựng để có được cái chưa có? Tôi ví dụ như trên một cái nền đất, trên một cái bãi cỏ, nó chưa có nhà, nó chưa có một cái công trình gì hết. Chúng ta đem vật liệu vật tư về đó, chúng ta dựng lên một cái tòa nhà hay là một cái mái lá, một cái am tranh để mà chúng ta sử dụng vào một mục đích nào đó. Thì trong trường hợp này tôi gọi đó là xây dựng để có được cái chưa có. Nghe kịp không? Ok. Phật Pháp cũng về. Chúng ta chưa biết đạo, chúng ta đi học đạo, chúng ta chưa có từng hành thiền, chúng ta hành thiền, chúng ta chưa từng thọ giới, chúng ta đi thọ giới,
chúng ta chưa từng biết bố thí, chúng ta chưa từng biết san sẻ cái gì của mình có cho người khác, thì trong trường hợp đó được gọi là xây dựng để có được cái mà mình chưa có. Nhưng mà trường hợp thứ hai, xây dựng để vượt qua cái cũ, các vị có đoán được là cái gì chưa? Đó là mình tân trang một cái nhà cũ, mình nâng cấp một cái cũ, một cái tốt đẹp đã có rồi, bây giờ mình nâng nó lên thành một cái quy mô lớn, một cái tầm cao mới, thì đó mình được gọi là xây dựng để mà lên cao. Các vị có nghe kịp không? Vì trong kinh tạng á, Đức Phật có nói đến bốn cái khả năng tinh tấn của một người tu học. Cái khả năng một, tinh tấn ngăn ngừa điều ác chưa có cho đừng có. Trường hợp hai, tinh tấn chặn đứng điều ác đã có cho đừng có. Trường hợp thứ ba, tinh tấn hàm dưỡng xây dựng những giá trị tâm linh chưa có cho nó có. Và thứ tư, nỗ lực bảo trì gìn giữ những thứ hay ho đã có cho đừng mất. Đó là tứ chánh cần trong bát chánh đạo nha. Cho nên ở đây xây dựng nó có nhiều cách. Xây dựng một, cái kiểu xây dựng một của người tu học là gì? Một là xây dựng để có được cái chưa có. Đó là gạch đầu dòng thứ nhất. Xây dựng để có được cái chưa có là sao? Từ đó đến giờ mình không có thói quen chia sẻ những cái thứ trong sở hữu của mình cho người khác. Bây giờ mình tập bố thí. Ngày xưa đến giờ mình muốn làm cái gì mình làm. Bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, mình kềm chế lại. Không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã thưa với các vị Phật tử, một cái công thức tu tập rất là đơn giản, rất là dễ nhớ, rất là dễ hiểu, còn có dễ làm hay không thì chưa biết. Đó là sao? Đó là khi chưa biết đạo, chúng ta chỉ làm cái gì mình thích thôi. Biết đạo rồi, chúng ta chú ý thêm những cái gì mà nó thật sự cần. Nghe hiểu không? Thích với cần có khác hay giống? Ai đi shopping thì biết trong tủ các vị có bao nhiêu phần trăm là món các vị thích và bao nhiêu phần trăm là món các vị cần. Cái nào nhiều hơn? Hả? Why? Tại vì cái mà các vị cần nó không có nhiều. Ba cái quần sáu cái áo là ok rồi. Nhưng mà khổ thay, mỗi một cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, cái fashion trên toàn cầu nó ra nhiều người lắm. Nhất là mấy bà cô của tôi có tiền đi Milan, đi Paris, đi London, đi New York, đi Rome, đi Venice. Các vị có rất là nhiều cơ hội để các vị mua. Nhưng mà thật ra đi càng nhiều thì cái thích nó cũng mở ra, nhưng mà đi cho nhiều thì cái cạnh nó có thêm không? Hình như không có thêm. Tôi biết mà. Cho nên cái buổi đầu của người Phật tử mình ấy, khi mà chưa biết đạo thì mình chỉ chạy theo cái mình thích thôi. Biết đạo một thời gian, chúng ta bớt cái thích mà bắt đầu chú ý đến cái cần. Mỗi lần muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, muốn mua cái gì, tự hỏi lòng mình có cần thiết không. Tôi hứa với các vị, chỉ một câu thần chú đó thôi, các vị tiết kiệm một đống tiền. Nếu không tin, chỉ cần hứa tôi một câu thôi, được bao nhiêu cũng gửi cho sư. Lúc đó các vị thấy số tiền nó không có nhỏ đâu nha, không có nhỏ. Một cái Omega đủ rồi, thì nhiều lắm mà thêm một cái Rolex thôi, chứ không cần mà phải thêm Patek Philippe rồi nhiều lắm nha, một cái thêm. Cho nên buổi đầu mình chưa biết đạo á thì mình chỉ chạy theo cái mình thích. Biết đạo rồi mình biết quan tâm đến cái mình cần. Thêm một thời gian nữa, cắt hẳn cái mình thích, chỉ giữ lại cái mình cần. Và cuối cùng, ngay trong cái mình cần á, cắt bớt. Tức là cái mình chỉ giữ lại những cái không thể thiếu được, thiếu thì chết liền thì mới giữ lại. Lúc đó được gọi là đắc đạo, các vị nghe hiểu không? Đắc đạo là gì? Đắc đạo là giữ lại cái cần. Tôi nói hoài một câu chuyện mà tôi vô cùng tâm đắc, đó là ông Rodin. Rodin là điêu khắc gia người Pháp. Hôm nay ai đi về Venice của Ý sẽ thấy những cái công trình của ông ấy đó nhiều lắm. Ông là một điêu khắc gia nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhất là một thời châu Âu thế kỷ 18-19. Có một sinh viên trường mỹ thuật đến hỏi ông. Ông một đời chạy theo cái niềm đam mê điêu khắc. Rồi thì ông nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, bây giờ ông lớn tuổi rồi. Tụi cháu còn nhỏ mới tập tễnh vào cái nghề điêu khắc, tụi cháu xin ông một cái bí quyết của ngành điêu khắc.
ông Runa đã trả lời một câu rất là Phật giáo, vô cùng là Phật giáo, vô cùng là thiền quy bộ quán Vipassana. Ông nói thế này: có gì bí quyết gì đâu, tôi nói chậm thiệt là chậm nha, tôi nói thiệt là chậm nha, tôi mang về một khúc gỗ, một hòn đá hay là một khối đồng, bỏ đi những cái thừa, phần còn lại là tác phẩm. Có hiểu không? Tu hành chỉ là bỏ đi cái thừa, phần còn lại chính là A-la-hán. Phật là gì? Phật là cái người bỏ đi cái thừa. Mà cái thừa là cái gì? Tham là thừa, sân là thừa, si là thừa, ích kỷ, toan tính, nhỏ mọn, tham sân si, ái mạn, kiến nghi. Đó là những cái thừa. Tại sao chúng ta khó thương? Là vì hồi chiều ở quận 6 tôi nói rồi, Phật khác mình một chút thôi. Phật cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, làm cái khó làm, nên đạt được cái quả vị khó đạt. Còn chúng ta thì sao? Cho cái khó xài, nói cái khó nghe, và trở thành người khó ưa. Nghĩ mà gớm, nghĩ mà gớm. Cho nên cái bước đầu của người tu học là xây dựng để có được cái mình chưa từng có. Các vị nghe kịp không? Xây dựng là để có được cái mình chưa từng có. Một thời gian sau, chúng ta đi đến một bước nữa, đó là xây dựng để vươn tới một cái tầm cao mới. Nghe hiểu không? Xây dựng, có còn nhớ không? Trường hợp thứ nhất, xây dựng để có được cái mình chưa có. Bước hai, xây dựng để nâng cấp cái đã có, để vươn tới một cái tầm cao mới. Đó là kiểu xây dựng thứ hai. Có nghĩa là sao? Ớn nhất là cái trường hợp này. Ở bên Tây á, Latin á, tụi Latin nó có một cái câu danh ngôn thế này: kẻ không đọc sách thì vô cùng đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là kẻ chỉ biết đọc con cuốn thôi. Có hiểu câu đó không? Cái tên mà không biết đọc sách đó thì phải nhận nó đáng sợ thiệt, nó dốt mà. Nhưng mà ớn nhất là cái tên chỉ biết đọc một cuốn sách, đó là Tây nói. Nhưng mà bên Canada có một cái nhà thơ, bà nói thế này: cái thằng ngu á, cái bản tiếng Anh nó kêu là stupid, cái thằng mà stupid á, tôi còn chịu đựng nổi, nhưng mà tôi ngán nhất là cái thằng mà nó tự hào về cái ngu của nó. Các bạn hiểu không? Có hiểu được cái đó không? Nó ngu quá thì mình còn chịu nổi, nhưng mà tôi không thể nào tôi chịu nổi cái thằng mà nó tự hào với cái ngu của nó. Cho nên ở trong cái vấn đề thứ hai mà chúng ta muốn trình bày là gì? Cái xây dựng thứ nhất là xây dựng để có được cái chưa có, và cái thứ hai là xây dựng để vươn tới một cái tầm cao mới là sao? Vì ông Nietzsche, Friedrich Nietzsche, một triết gia của Đức, ông có nói thế này: tôi nói với anh về siêu nhân, con người là cái gì đó cần phải vượt qua. Các vị nghe kịp không? Không biết ở đây có ai đọc về triết Đức không? Con người là cái gì đó cần phải vượt qua. Chúng ta có biết tại sao chúng ta có mang tên là người dân Việt không? Cái chữ Việt là bởi vì ngày xưa chúng ta từ bên Tàu, chúng ta vượt sông Dương Tử, chúng ta về phương Nam và trở thành một trong cái đám dân gọi là Bách Việt. Hôm nay ai về Quảng Châu thì sẽ biết, sẽ đọc sử biết cái đó. Việt có nghĩa là vừa, cái dân Việt là dân vượt sông. Cũng giống như ở Mỹ người ta gọi dân Mẽ là dân West Bắc. West Bắc là cái dân lưng ướt, tự nghe nó lội sông nó đột nhập vô Mỹ kêu West Bắc. Thì người Tàu họ gọi mình là dân Việt. Việt có nghĩa là vượt qua. Và ngẫu nhiên một vài nhà nghiên cứu họ có một cái nhận xét rất là thú vị. Họ nói rằng không chỉ riêng gì dân Việt Nam vượt sông từ Tàu qua nước Việt Nam để mà lập quốc, mà tất cả dân tộc trên thế giới này đều là dân Việt. Bởi vì chúng ta phải biết vượt qua những cái vùng đất cũ để tìm về vùng đất mới mà lập ấp. Các vị biết chuyện đó không? Văn minh nhân loại là gì? Văn minh nhân loại chỉ gồm mấy động từ thôi: di chuyển, kiếm tìm, đốt phá và xây dựng. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Tại sao không chịu gật đầu? Khổ thiệt. Các vị biết đi nghe pháp làm ơn thỉnh thoảng biết gật một chút, vì không gật người ta kêu mình là dân Mông Cổ. Chỉ biết ngồi bằng mông, nghĩa cổ thẳng băng là dân Mông Cổ. Ok. Nó nực ướt cái đầu rồi, nực quá rồi. Cái xíu người ta nói là nóng chịu không nổi. Ngài Phương Trượng nhìn con, Đại Đức nhìn con, Đại Đức cười. Cho nên ấy, cái vấn đề lớn nhất mà tôi nói đó là xây dựng để có được cái chưa có, ai cũng hiểu rồi đúng không? Cái thứ hai, xây dựng để vươn lên một tầm cao mới, xây dựng để nâng cấp cái cũ, đó là cái xây dựng thứ hai. Mà
cái giá, tôi đã nói rồi, văn minh của nhân loại là kiếm tìm, di chuyển, đốt phá và xây dựng. Bởi vì không có đốt cái cũ, không có cái mới. Hạng Vũ không đốt cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng thì làm gì mà có cái nhà hát? Các vị nghe kịp không? Mặc dù người dựng lên nhà hát là Lưu Bang, nhưng mà Hạng Vũ phải đốt cái cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng trong 3 tháng. Và từ đó lịch sử Trung Hoa mới sang trang. Cách mạng Trung Quốc, cách mạng văn hóa Trung Quốc đã tập phá không biết là bao nhiêu thứ. Đúng, trong đó có nhiều thứ đáng tiếc thiệt. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận rằng Trung Hoa hôm nay có một cái diện mạo mới là nhờ vào Trung Hoa đã bỏ đi một số cái cũ. Đất nước nào cũng vậy thôi. Cứ mỗi lần chuyển mình qua một cái giai đoạn, một cái buổi giao thời của chính trị, ít ra có một số cái cũ bị tẩy xóa. Chúng ta phải chấp nhận chuyện đó thôi. Thì cái cũ có đi, cái mới có tới. Tống cửu mới nghinh tân chứ nha. Cho nên năm cũ không đi làm sao có năm mới tới. Người cũ không đi làm sao có người mới tới. Không ly dụ vị bà cũ làm sao bà mới mới tới được. Ở đây mấy bà nhiều ông kinh nghiệm mà chẳng qua giấu thôi. Cho nên cái xây dựng thứ hai là gì? Là xây dựng để vươn lên một cái tầm cao mới. Xây dựng để giả từ cái kích thước cũ, để nâng cấp cái cũ nha. Đó là gì? Trong kinh nói thời Phật tại thế, có cái ông cư sĩ đó, ông ở một cái vùng đất sâu xa, mình gọi là vùng sâu vùng xa, chư tăng không có nhiều, cho nên ở đó ông mới lãnh đạo một nhóm cư sĩ cùng nhau giữ giới, bố thí, rồi làm từ thiện. Mà vì ông là được mọi người gọi là sếp, cho nên luôn luôn ông làm gương. Ví dụ như người ta thọ bát quan tháng 8 ngày, ông thêm ngày là 9, làm chơi gác kèo một chút vậy. Rồi cái bữa đó ông suy nghĩ, ông nói mấy cái người ở dưới mình mà tại sao họ cứ bằng mình hoài cũng kỳ. Bây giờ ông thêm ngày, có mấy ông nội cũng thêm ngày. Cuối cùng bực quá, cái ông mới tu thiền, ông đắc sơ thiền, cái đám cũng đắc sơ thiền. Ông mới đắc nhị, họ cũng đắc nhị. Rồi ông đắc sơ quả, họ cũng đắc sơ quả. Cứ như vậy cuối cùng ông đắc tới A-la-hán. Thì ông không còn có cái ý mà hơn thua nữa. Dĩ nhiên mình tu hành không phải là mình cạnh tranh với nhau, nhưng mà chúng ta cần phải biết vượt qua những cái rào cản và ranh giới cũ. Các vị nghe hiểu hiểu không? Tôi nhắc lại, tu hành không phải là cạnh tranh, tu hành không phải là bón chen. Có một chuyện mà tôi mới kể hôm qua ở Hà Nội, là có một hòa thượng mà miền Bắc á, ngày kia họ thấy trong chùa Phật tử gây gỗ nhiều quá, ông họp Phật tử lại, ông kêu hùng tiền đúc cái chuông mới. Phật tử ngạc nhiên nói, thưa hòa thượng, mình cái chuông cũ đang ok quá mà tại sao phải đúc chuông mới? Hòa thượng nói, bộ mấy người đánh chuông mấy người không nghe, cái chuông lớn đánh nó kêu bon, mà chuông nhỏ đánh nó kêu chen, chùa mà bon chen không có tu được. Bây giờ mình phải đúc cái chuông làm sao mà đánh nó nghe cái chữ buông nó mới tu được. Nghe hiểu không? Tiếng dương chùa đúng là cái chuông á phải kêu bằng cái buông chứ không phải kêu cái chuông. Bởi vì kêu cái chuông nó đóng ý nghĩa gì hết á, mà kêu là cái buông nó đóng nó có ý nghĩa hơn. Cho nên đi vào chùa, tôi đề nghị nếu tôi là trụ trì, tôi không có bắt, tôi không để Phật tử kêu cái chuông, mà tôi phải kêu là đánh chua, đánh buông và đánh trống. Tại sao? Buông là bỏ mà trống là không có chứa, có hiểu không? Dạ, trống là không có chứa. Người Tàu họ coi cái cây trúc là tượng trưng cho quân tử là vì sao? Là vì cây trúc tiết trực tâm hư, lóng thẳng mà lòng nó bọng, có hiểu không? Người tu cũng vậy thôi. Chim qua mặt hồ không để lại bóng, gió qua bụi trúc không có để lại tiếng động. Người tu cũng vậy, cảnh trần nó đi qua không có giữ lại. Có lần Đức Phật đi bát, có người đến xin học đạo với Phật, nó bạch Thế Tôn, con muốn thành thánh như Thế Tôn vậy đó, mà con có linh cảm con không có còn nhiều thời gian, xin Thế Tôn dạy cho con ngắn ngắn một chút thôi. Phật nói Như Lai đang đi bát, không có phải lúc thuyết pháp. Không biết cái gì nó dục mà ổng cứ năn nỉ, ổng nói bạch Thế Tôn, con thấy hình như con không có nhiều thời giờ nữa, xin Ngài dạy cho con đi. Phật nói Như Lai đang đi bát, không phải lúc thuyết pháp. Ổng năn nỉ lần thứ ba, Phật nói thôi được, Như Lai nói ngắn thôi nghe. Nói ngắn là Như Lai đi liền. Thấy chỉ là thấy thôi, không có ai thấy, chỉ có sự thấy và cái bị thấy. Chỉ có cái nghe và cái bị nghe, chứ không có ai nghe, nghe hiểu không? Nói rồi Phật đi bát, ổng đi vô trong gốc cây ổng ngồi, ổng nghe gió thổi ổng biết là có cái nghe và có cái bị nghe chứ không ai nghe, ổng đắc A La Hán. Nghe, nhớ cái đó nha. Cho nên cái tâm của người tu là như vậy, thông suốt không có giữ gì hết.
Thì tôi muốn nhắc lại, từ đây vào chùa quý vị muốn kêu gì kêu, nhưng mà thỉnh thoảng mỗi lần nhìn chuông nhìn trống nhớ tôi, nhớ rằng hình ngày xưa có một ông hơi tửng tửng, ông nói rằng đừng kêu chuông mà kêu là buông. Rồi cái trống thay vì là dịch tiếng Mỹ là drum thì nên dịch là empty, là vacant, hiểu không? Cho nên nếu Mỹ nó vô nhờ dịch mà nó hỏi cái này, gặp Mỹ giải thích nó nghe, nó ông thầy tôi cũng kêu đừng có kêu cái này là bell, mà kêu là eliminating, là buông, là throwing up, là ném, là vụt đi. Còn ông bài ông nó đừng có kêu cái này là drum mà kêu là empty, empty one, cái rỗng ruột nha. Nhìn cái đó thấy nó tào lao nhưng mà nhớ hoài, tu là gì? Tu là buông, tu là để mình trống rỗng có gì hết, tu là uống thuốc sổ, không có gì thấy ghét bằng nhìn mấy cái mặt bị bón. Ok. Cho nên giữ năm giới mà trong sạch chưa hay đâu, có ngon giữ tám giới. Một tháng 8 ngày chưa có ngon đâu, có ngon một năm giữ 3 ngày 3 tháng an cư á nha. Mà tại sao tôi nói như vậy? Bởi tôi muốn cho các vị thấy rằng chúng ta phải luôn luôn hướng tới cái tầm cao mới để nâng cấp cái cũ. Phải có cái gan phá đi chuồng heo mới cắt được cái chuồng bò. Yeah, mà phải có cái gan bỏ đi cái chuồng bò nhỏ mới có được cái trang trại bò lớn chứ nha. Cho nên cái đập phá thứ nhất là để xây dựng cái mình chưa có. Cái thứ hai là đập phá nó có nghĩa là mình nâng cấp cái cũ. Và cái thứ ba, tôi biết tôi nói ở đây cái người mà nghe được cái thứ ba càng lúc càng ít dần. Cái thứ ba là gì? Xây dựng để rồi đập phá. Tôi hỏi bà con ở đây mấy bà nội trợ có thể nói cho tôi biết ở dưới bếp có cái việc gì mà quý vị làm để rồi phá đi có không? Cái gì ạ? À? Làm để rồi phá đi có không? What? Dạ? Dạ không, tôi đã dưới bếp, tôi đang hỏi mấy bà hỗ trợ dưới bếp có cái gì mà mình thức đêm mình làm hì hục như con trâu cuối cùng để bỏ đi mà mình vẫn phải làm có không? Chẳng hạn như gói bánh té, gói cho đã rồi cuối cùng phải vậy không? Có không? Nhiều lắm mà tại sao quý vị nội trợ mà quý vị lại bắt tôi ông sư tôi trả lời giùm nhục thiệt chứ? Nó có rất nhiều việc khi làm mình biết sớm muộn gì cũng bỏ mà vẫn làm đúng không? Thí dụ như mấy người mà kết cái hoa tràng hoa cúng Phật, mình biết rằng là cái này là vài hôm nữa thì phải bỏ thôi, nhưng mà vẫn phải làm. Sáng dậy trước đây khỏi nhà mất nửa tiếng để làm vụ này, nhưng mà biết tối về phải rửa thôi mà vẫn phải làm, khổ thiệt. Mang giày mỗi lần cột cái dây nó mệt muốn chết mà phải cột, mặc dù biết tới nơi phải tháo ra phải cột thôi. Tóc chảy rồi có lúc nó cũng là đầu bù tóc rối mà phải chảy, vì chỉ dùng một chút thôi. Phương tiện giả nhất thời chi dùng, đã nói phương tiện thì chỉ dùng một chút thôi. Cái thứ ba này là cái khó hiểu nhất của đạo Phật. Thứ nhất, xây dựng để có được cái chưa có. Cái thứ hai, xây dựng để nâng cấp cái cũ vươn tới một tầm cao mới. Và cái thứ ba, xây dựng để mà dẹp. Tôi hỏi các vị, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Tất Đạt Đa bỏ hoàng cung đi tu, chuyện đầu tiên Bồ Tát đắc cái gì còn nhớ không? Đừng nói với tôi không biết nha. Bồ Tát đắc thiền, nhưng mà Bồ Tát chán, Bồ Tát thấy cái đó xài không có được, Bồ Tát buồn, Bồ Tát mới đi khổ hạnh 6 năm có đúng không? Như vậy rõ ràng Bồ Tát xây rồi đó, Bồ Tát phá đúng không? Tu đã rồi buồn. Khi mà Ngài đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài ngay gốc Bồ Đề, ngay cái khoảnh khắc mà Ngài chấm dứt toàn bộ phiền não, thì cũng là lúc Ngài biết rằng Ngài chỉ là một vệt khói. Các vị có biết chuyện đó không? Sao dòm tôi? Ngay cái lúc mà Ngài chưa thành đạo đó thì Ngài mong là Ngài sẽ bla 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 bla. Nhưng mà khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài biết Ngài chỉ là một vệt khói, có nghĩa là Ngài biết rằng mọi thứ ở Ngài chỉ là do duyên tạo, do các điều kiện mà có rồi phải bị mất. Ngài biết rất rõ. Và 44 năm sau, năm Ngài 79 tuổi, 44 năm sau, năm Ngài 79 tuổi, thì đệ nhất cao đồ của Ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất đến lạy Ngài từ giả rồi đi về quê để viên tịch. Có ai cho miếng giấy ướt được không? Giấy chưa xài nha.
Cảm ơn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Bây giờ tôi mới thấy tại sao Ấn Độ họ thờ cái ông sáu tay tiện thiệt á. Thờ người sáu tay đó, một tay cầm mic, bốn tay kia lao. Thì 44 năm sau mình hết giờ rồi phải không? Dạ. Mình bắt đầu trễ quá. 44 năm sau ngày 79 tuổi thì đệ nhất cao đồ của ngài là ngài Xá Lợi Phất đến từ giả ngày và ra đi. Tưởng sao về quê cũ, cái chỗ mà gặp lại mẹ rồi độ cho bà mẹ đắc tu đầu quần, rồi cái căn phòng mà ngày xưa mà ngày chào đời đó, thì ngài Xá Lợi Phất lại niết bàn trong cái căn phòng đó. Ngài đi với 500 tỷ kheo, trong đó có một người là em của ngài, là ngài Chuyên Đá. Làm lễ hỏa táng sư huynh xong thì ngài Chuyên Đá mới gom hết xá lợi của ngài Xá Lợi Phất bỏ tấm vào trong cái khăn lọc lọc nước. Bởi vì thời Đức Phật Vị Tỳ Kheo hồi xưa đồ đạc nhẹ lắm, đi máy bay không có cần check in nhiều như mình bây giờ. Mình bây giờ là check in 10 kg, carry on 10 kg, check in 20 kg, đi hãng Singapore được 30 kg. Rồi hồi đó không có, đó tôi check in lẹ lắm, tại đó tôi vô thẳng có security luôn rồi. Hồi đó một Vị Tỳ Kheo là chỉ có tam y quả bát, đồ cạo tóc, dây nịt với tấm ống đựng kim với cái tấm vải lượt nước. Thì em ngày Xá Lợi Phất cũng lấy cái tấm vải nó đựng cái xá lợi ngày, rồi mới để cái bình bát ở ngày, mới bưng về đưa trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật ngày mới cầm cái tấm vải đựng xương nó, ngày mới đọc một cái bài kệ rất là dài. Ngày nói này, các tỳ kheo, các ngươi hãy nhìn lấy thấy cái phần di cốt này có cái màu sáng như ngọc trai. Đây là cái phần sót lại của một cái vị tỳ kheo rất là khả kính. Một người đã thành tựu giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, một người đáng gọi là huynh trưởng của các ngươi, một người mà có nội tâm như địa cầu, có nội tâm như đại dương, có nội tâm như hư không, có nội tâm như rừng, như biển. Một cái con người mà khiêm cung, một con người đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thiền định, đệ nhất biện tài. Và với tất cả những cái đệ nhất đó, có người đó bây giờ đã ra đi. Thì lúc đó ngài A Nan ngài khóc nhiều lắm, ngài khóc nhiều lắm. Ngài nói bạch Thế Tôn, con xem tôn giả Xá Lợi Phất là nhân vật số 2 đứng sau Thế Tôn. Con xem tôn giả Xá Lợi Phất như một người anh ruột của con trong nhà, như là một bậc huynh trưởng trong đạo tràng, trong thánh chúng. Vậy mà hôm nay cũng nơi này, hôm qua còn thấy tôn giả, hôm nay không thấy tôn giả Xá Lợi Phất nữa. Cái sự ra đi của tôn giả Xá Lợi Phất làm cho con cảm thấy cảm ơn sư, làm cho con cảm thấy tâm tư con yếu đuối mờ mịt như lao sậy, không phân biệt được phương hướng. Thì Đức Phật ngài an ủi ngài A Nan bằng câu nói này. Câu nói đó chính là cái mà chúng tôi đang giảng đây. Ngài hỏi ngài A Nan, vì chứ Xá Lợi Phất khi ra đi có mang theo tất cả những sở chứng của mình hay không, có mang theo giới định tuệ giải thoát tri kiến hay không? Ngài A Nan nói không. Thì Đức Phật nói nếu như vậy, ngay cả những thứ mà Xá Lợi Phất từng có mà Xá Lợi Phất còn không mang theo được, thì còn cái gì để mà buồn sau cái lần ra đi của Xá Lợi Phất nha. Đó là chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ đó là chuyện của quý vị và chuyện của chúng tôi, tức là chuyện của chúng ta. Nếu tôi nói cái này ra các vị giật mình này. Theo trong giáo pháp của mình ấy, trong giáo lý A Tỳ Đàm ấy, thì tất cả thiện ác mà quý vị làm đời này qua tam nghiệp thân khẩu ý ấy, nó sẽ tạo ra những cái hình hài khác trong tương lai. Các vị có biết gì đó không? Rất nhiều người Phật tử không biết đó. Cứ tưởng là hôm nay tôi làm phước, cái đời sau tôi, cái chữ tôi đó bằng mực đỏ. Bây giờ kiếp này tôi làm phước, cái kiếp sau có tôi sanh ra, tôi được đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, tôi sẽ là hoa hậu người mẫu, tôi sẽ lấy được chồng giàu, chồng đại gia, chồng cưng đẻ một đống con như đội bóng, lắp 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 lắp. Nhưng mà thật ra theo trong Phật pháp, cái suy nghĩ đó là tầm bậy, là tào lao, là hoang tưởng. Không bao giờ có chuyện thằng tèo nó làm phước rồi kiếp sau thằng tèo đó nó sướng gì, nó không có. Mà thằng tèo nó đã sanh ra và nó chết đi trong từng phút. Những cái công đức mà thằng tèo nó làm kiếp này nè, khi mà nó tắt thở rồi thì cái nghiệp mới nó sẽ tạo ra một cái chúng sanh mới. Chúng sanh đó không phải là người cũ mà là kết quả của người cũ, nghe hiểu không?
ăn xoài liện hộp nó ra một cây mới thì cái cây đó có phải là cây cũ không? Hả? Cây mới, nhưng mà cây mới đó nó là hệ quả kế thừa từ cây cũ nha. Cho nên nếu chúng ta không có thần thông nhớ lại kiếp xưa thì khi chúng ta tắt thở rồi thì xong. Nghĩ tới nó cũng giật mình chứ. Có nghĩa là không còn, nó không có cái sự tiếp nối. Là tôi nhớ là hồi đó tôi ở quận 3, cái chủ nhật tôi vô chùa tôi nghe pháp, tôi gặp ông Tư bà Tám lắp la, không có cái, trừ phi mình có thần thông mình nhớ. Mà theo trong kinh mô tả đó thì cái cơ hội mà làm người, làm chư thiên nó hiếm như con rùa mù mà trăm năm trồi đầu một lần ở ngoài biển ấy. Mà do một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nó chui cái đầu vô nó có lỗ ván mà trôi trên biển đó. Nó hiếm như vậy đó quý vị. Cho nên mang thân người đó, thân người nó là một cơ hội rất là hiếm hoi nha. Thân người khó được mà chánh pháp khó gặp hơn nữa. Vì sao? Vì chúng ta có thể trong một cái kiếp trái đất chúng ta có được 5-3 lần làm người. Nhưng mà chư Phật thì hiếm vô cùng. Không phải là trái đất nào cũng có chư Phật. Trong kinh nói có những trái đất chỉ có một Phật thôi, gọi là Sarakappa. Có những trái đất chỉ có hai vị Phật thì gọi là Manakappa. Có những cái trái đất mà có ba vị Phật thôi thì gọi là Varakappa. Mà có những trái đất có bốn vị Phật gọi là Saramanakappa. Và có những trái đất năm vị Phật thì gọi là Phatakappa. Và cái tang thương nhất là có những trái đất không có Phật nào thì tiếng Pali gọi là Sunyakappa. Sunyak là empty, là rỗng không. Và nó tang thương một chỗ nữa đó, tức là cái số kiếp trái đất mà có Phật ra đời đó, nó rất là ít. Có nhiều khi cả 1 triệu, 1 tỷ đại kiếp không có Phật ra đời. Và chẳng hạn như trái đất mình, sau khi mà nhà giáo pháp mà 5.000 năm rồi, Xá Lợi Gom là một chỗ tiếng pháp cho bà con nghe một lần cuối, đắc được thì đắc, đắc được thì thôi, chờ Phật Di Lạc ra. Mà Phật Di Lạc là chuyến đò cuối, chuyến phà cuối. Phật Di Lạc gặp mình mà mình không đắc thì coi như mình phải chờ tới một A Tăng Kỳ nữa. Mà A Tăng Kỳ tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp. 1 tỷ là chính số 0, mà 10 lũy thừa 140 là 140 con số 0. Lưng hồi cho nó đã. Và tôi báo một cái tin vui giữa giờ tuyệt vọng, đó là cái cơ hội mà đi xuống dưới sình nó lớn hơn cái cơ hội mà ở trên đây nhẫn nhà nhí nhố trên đây nha. Là vì sao? Không phải tôi hù quý vị đâu, mà nó là sự thật. Một ngày 24 giờ quý vị sống bằng cái tâm lành được bao nhiêu phần trăm thời gian, mà sống bằng cái tâm trời ơi, tâm tào lao, tâm cà chớn bao nhiêu phần trăm thời gian, tâm tham, tâm sân, tâm si á bao nhiêu thời gian. Mình sống bằng cái tâm nào nhiều nhất thì mình sẽ đi về với cảnh giới đó, kính thưa quý vị nha. Mình sống nhiều bằng cái tâm nào, chết rồi sẽ đi về cảnh giới đó. Tôi biết tôi nói về nhiều người không có tin, tưởng là tôi hù, nhưng mà thôi ok, tôi nói chuyện cho bà con dễ nhớ nè. Nước nó có 3 dạng, đó là thể lỏng, thể đặc và thể e, cái khí. Nước ở thể lỏng nó có khuynh hướng là tìm chỗ thấp để mà nó chung xuống, là vì nó nặng mà nó mềm. Nghe hiểu không? Nước ở thể lỏng luôn có khuynh hướng tìm về chỗ thấp vì nó nặng mà nó mềm. Nước ở thể khí nó có khuynh hướng nó bốc lên, vì sao? Là vì nó nhẹ. Có phải vậy không? Yes. Chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta sống bằng cái tâm hồn mà tham sân si nó nặng quá, nó chết rồi thì chùa bu một lũ tụng lên không nổi. Bởi vì nếu mà mình tào lao mà tụng kinh mà nó lên thì đã quá, quá đã. Cứ đi ăn cướp rồi về chia cho chùa, chia phần trăm với chùa, cái chùa tụng siêu. Yeah. Cứ đi ăn cướp, giết người, cướp của, đốt nhà, xong rồi cái chia phần trăm với chùa là chùa tụng phát siêu. Nhưng mà phải rất tiếc, cái chuyện đó không được nha. Cho nên không có cái chuyện đó. Khi anh sống bằng cái nội tâm nhẹ nhàng như hơi nước, anh chết rồi thì chùa không cần tụng, tự động nó bốc hơi. Còn anh sống mà cái tâm nó nặng quá thì anh tắt thở rồi nó kiếm chỗ thấp nó chun xuống nha, quan trọng vô cùng. Cho nên giỏi cầu an giỏi khỏi cầu siêu là như vậy đó thưa quý vị. Có nghĩa là ngay khi còn sống mình phải tự siêu độ cho mình bằng cái sự nhẹ nhàng. Lần đó ông Maha Nam á, là một ông hoàng trong cái dòng họ Thích Ca, đến chùa gặp Phật. Trên đường đi thì có con voi nó bị nhầm cái mùa, nó động dục á. Bị động dục không? Động dục là nó ok, có đây có nguyên đám có người biết gần thôi, ok. Thì nó điên là nó chạy tùm lum ở trong phố, nó dẫm, nó chà, nó cuốn người ta nha.
Thì ông Hà nằm ông sợ quá, thì cái đám bodyguard vệ sĩ nó nắm ông, nó kéo vô, nó giấu trong nhà dân. Thì lát sau là cái đám nài đó nó kềm chế được, nó kiểm soát được con voi đó. Thì ông sợ lắm, ông mới vào ông gặp Phật, ông nói bạch Thế Tôn, mình con sợ lắm, con hỏi xin hỏi chứ hồi nãy nếu mà con bị voi nó giết con đi về đâu? Thì Phật nói thế này, đừng có sợ. Nếu bình thường mỗi ngày mỗi giờ mà ông sống bằng tâm thiện thì lúc đó có tai nạn gì xảy ra, ông cũng giống như cái lu bị bể trên sông, mảnh lu sẽ chìm xuống, dầu sẽ nổi lên, hiểu không? Có hiểu không? Không hiểu. Đấy. Dạ con có một chai rồi ba. Trong khi đó ông biết mình lên đây mình uống mình không có giải quyết được mà cứ đưa hoài. Ok cho anh. Tôi sợ quý vị buồn ngủ, tôi giỡn chứ tôi rất là nghiêm túc, quý vị nhìn tôi quý vị biết. Cái Phật dạy đó là cái lu mà nó bể trên sông ấy thì á cái mảnh vỡ của nó có chìm xuống nhưng mà cái dầu trong lu nó phải nổi lên, cái chuyện kia tự nhiên. Cũng vậy, có một cái tai nạn máy bay hay là tai nạn xe cộ hoặc là bị một cái gì đó thì tự nhiên cái tâm mà của người có tu tập, cái tâm mà nhẹ nhàng thanh thản, tâm buông xả, tâm bao dung chứ không phải là buông dao, thì tự nhiên cái lòng nó đi lên nè nha. Trong khi đó nếu mà mình sống mà toan tính ích kỷ, tham sân si ái mạn kiến nghi nhiều quá, tôi nói thiệt, tôi là ông thầy chùa nhưng mà tôi tụng kinh 10 đám tôi tin có 1 đám thôi. Thì mình thấy cái đám nào mới đi chùa thường á thì hy vọng. Bởi vì có một lần nó cùng một lúc 5-7 tờ đô la nó đi về thiên đường, gió nó cuốn thành lên thiên đường hết. Gió nó thổi một cái cơn lốc hurricane, nó đi ngang một cái nhà băng, nó hốt mớ tiền lên cổng thiên đường. Thì Thánh Peter ra nó chỉ cho mấy cái đồng, mà mấy cái tờ 1 đồng vô cổng thiên đường thôi. Thì cái tờ 100 nó nói ở dưới trần người ta nể tôi lắm, là tại sao lên đây thánh coi thường. Cái ông nói dưới trần cái tờ 1 đô la nó đi nhà thờ nhiều, tờ 100 ít đi đó. Cứ mở thùng phước điền của chùa Kỳ Viên biết toàn là bà cắt không à. Tôi thuyết pháp ở trong chùa quận 6 và thấy tao chơi bao thơ, lần đầu tiên tôi mừng, nó tôi nói cha kỳ này về có tiền. Tới họ đi rồi tôi đếm toàn tờ 20 không, tôi ghét, tôi không thèm nhận luôn. Ok. Giỡn chơi cho vui, tôi không có cần tiền của quý vị, quý vị cúng cho chùa tôi giàu, tôi bán sách tôi giàu. Tôi trở lại cái vấn đề thứ ba mà tôi đang giảng dở dang ấy, đó là cái thứ nhất là xây dựng để có được cái chưa có, và cái thứ hai xây dựng để nâng cấp cái cũ và tìm đến một cái tầm cao mới, thấy chưa? Và cái thứ ba xây dựng để đập phá là sao? Nó chính là cái thứ hai, nó chính là tiền đề của cái thứ ba. Anh không có khả năng buông cái cũ thì làm sao anh có được cái mới? Nghe kịp chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tất cả công đức ta làm chỉ nhằm một mục đích là hướng đến cứu cánh giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải thoát là sự lìa bỏ dòng sinh tử, đúng không? Như vậy rõ ràng là mình tu nghe là mình xây dựng để là đập phá, đúng không? Đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai mới ghê nè. Bây giờ tôi trả bài cho quý vị theo kiểu học sinh nha. Người chưa biết đạo tha hồ làm ác, nổi hứng làm thiện, mà cái hứng này hơi ít, nghe kịp chưa? Rồi thứ hai, người biết đạo ba mớ, sợ ác vì sợ khổ, thích thiện vì ham sướng, xem chưa? Tới step 3, bước 3, người có biết Phật pháp nhiều hơn một tí, thấy rằng khổ hay vui đều là khổ, nên thiện hay ác đều là nhân khổ. Biết nói cho có hiểu không ta? Thí dụ như hồi trước tôi biết đạo ba mớ, tôi nghe nói bố thí giàu cúng thuốc men là có sức khỏe, cúng bông hoa là có nhan sắc, bla 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 bla. Nhưng mà tới hồi tôi biết đạo hơn nữa, tôi mới hiểu là đẹp chưa chắc là phúc, đôi khi là họa. Nếu bây giờ quý vị hỏi tôi xin muốn kiếp sau sẽ được cái gì, thì tôi nói rằng kiếp sau xin được khỏe mạnh, thông minh, còn nhan sắc thì đừng có xấu ma chay quỷ hờn như kiếp này là được rồi. Chứ tôi nhớ cái này tôi nói thiệt, nói rất là nhỏ, không có nói lớn, nói nhỏ xíu luôn, sợ người xưa nghe thấy. Có ít nhất 3 người nói với tôi thế này: sư cao hơn một chút, mập hơn một chút, chết với con rồi.
mà cũng may người xưa hết rồi, họ đã thành người xưa, em đã sang xong, một người xưa đã đi lấy chồng, một người xưa đã sang xong, cũng hên, còn một người thì đang ở chùa. À, nói như vậy thì có nghĩa rằng là ngày chưa biết đạo, chúng ta làm phước, chúng ta mong cái này mong cái kia, biết đạo rồi thì thấy rằng công đức chỉ là phương tiện thôi. Cái ác phải tránh, vì sao? Vì cái ác á, nó gần với cái sanh tử, nó gần với cái vô minh. Còn cái thiện á, thì so ra nó có hai cái lợi. Một, cái thiện á, nó là cái điều kiện để mình sanh tử trong một điều kiện tốt hơn. Thiện là gì? Thiện nó giống như là cái visa, cái là nó giống như cái passport trên đường. Thiện nó giống như đồng tiền mình dùng trên con đường du lịch vậy. Không có passport, không có visa, không có tiền dặn túi thì làm sao mà đi nha. Cho nên phải có cái thiện bỏ túi. Nhưng người mà hành giả luôn hiểu rằng ngày nào còn quẩn quanh trong tam giới thì cũng có nghĩa là ta đang quẩn quanh trong ngôi nhà đang cháy. Mà nhà đang cháy thì dầu có chung dúng sàn, vô nhà tắm leo lên nóc thì cũng để xem. Đứa leo nóc thì nó chết kiểu khác, rồi đứa chung sàn chết kiểu khác. À, cách đây 2 năm chúng tôi về Thái, chúng tôi có vô một cái viện bảo tàng, cái Criminal Museum của Hoàng gia Thái đó. Chúng tôi có gặp một cái lu. Cái lu nó nhìn rất là bình thường, nhưng mà lúc chúng tôi đọc cái ghi chú đó chúng tôi lạnh sinh sống. Nó ghi thế này: cái lu này là tang vật của một cái vụ án đốt nhà. Khi mà cảnh sát ập vào á, thì người nhà chết sạch, riêng một đứa bé được tìm thấy trong lu nước này trong tình trạng được luộc chín. Nó thấy nóng quá nó leo trong lu, mà ai ngờ cái lu nó sôi là đứa bé nó chín luôn. Hiểu không? Khi cảnh giác xác ập vào ngôi nhà thì đã tìm thấy nhiều cái xác nằm ngổ ngang, mà đặc biệt là tìm thấy trong cái lu này xác một đứa bé trong tình trạng đã được luộc chín, chỉ cần muối tiêu và chanh là sử dụng được. Cho nên khi mà trong cái nhà đang cháy thì trốn đâu cũng vậy thôi, nghe hiểu không? Có hiểu không? Chung vô lu nước cũng vậy thôi, leo lên nóc nhà cũng vậy thôi. Mà nói tới đây tôi phải lạc đề một chút, biết đâu tôi cứu được quý vị. Cái nhà Việt Nam, mỗi lần tôi đọc báo bên kia, tôi đọc báo về quê nhà đó, tôi xót mà giận, giận thì giận, mà thương thì thương, mà thương mà cứ giận. Là nhà Việt Nam mình cất cái nhà thông minh quá, vì sợ trộm nên khung sắt có cửa sổ luôn là khung cố định. Có nghe kịp không? Mà cửa thoát hiểm thì không có. Người Mỹ họ cất nhà, họ có một cái tiêu chí rất là đặc biệt. Một là an toàn, hai là tiện nghi, và ba mới tới thẩm mỹ nha. An toàn là sao? Là có bề gì là chúng tôi chỉ nắm, chúng ta tung nó ra cũng được. Còn hai, chúng tôi nắm một nửa kéo lên là nhảy tọt ra ngoài. Và bất cứ nhà nào, bất cứ cái subdivision nào, cái xóm nào, nó cũng phải có chỗ cho xe cứu hỏa vào hết. Còn mình thì khác, cứ nhúi tiền cho địa phương là tha hồ cắt. Cất nhà siêu mỏng, siêu dài, siêu méo, tùm lum hết. Xong rồi tới lúc mà nhà nó cháy đó là bà cố nó vô nó chữa không nổi. Mà nguy hiểm nhất là cái khung sắt cố định là làm sao mà chung ra, mà chỉ có một cái lối thoát là cửa trước. À, cách đây mấy hôm tôi bên kia tôi mới về, có Phật tử HM về nhà trai tăng. Tôi mới bước vô nhà tôi nói một câu, cái tôi thấy tôi vô duyên, mặc dù bình thường không đến nổi. Tôi mới vừa bước vô cái tôi bật câu liền, tôi nói trời ơi cái nhà cháy chạy đâu trời. Vậy mà giận đó, nó giận cái câu đó đó. Nó nói nghe thấy ghê, mà thật sự ghê quá. Nhà ốm như con lương mà nó nóng như là cái lò bánh mì, mà cái đó chỉ cần một chút lửa là nó cháy. Mà tôi bước vô tự nhiên cái phản xạ đầu tiên là tôi buông, là tôi nói nhà này cháy chạy đi đâu. Cho nên họ mời cơm mời giữa nhà tôi không dám, tôi ngồi kia ngồi gần cửa, có gì tôi dọa cho nó lẹ. Tôi đã 50 cho tôi sống thêm 20 năm nữa trong một tình trạng dễ liệm. Thì tôi nói riết tôi dẫn về cho tôi lạc đề rồi. Thì cái thứ ba là gì? Xây dựng để đập phá là sao? Là người Phật tử luôn tâm niệm rằng ta giữ giới để trui rèn đức tánh hơn là để cầu công đức. Ta bố thí là để trui rèn cái hạnh xả ly chứ không phải là cầu công đức. Còn cái chuyện bố thí mà được công đức không cần cầu tự nhiên có, nghe hiểu không? Nuôi bò không cần cầu có phân, tự nhiên cái phân nuôi bò là nó có phân bò. Cái quan trọng nuôi bò là lấy sữa, lấy thịt, lấy da. Còn cái phân tự nhiên có,
Cũng vậy, tất cả các công đức dầu tu thiền, niệm Phật, bố thí, trì giới, bla bla bla, không cần nguyện tự nhiên có phước. Mà cái quan trọng nhất là mình chú ý đến cái tác dụng tu tập. Mình nói nghe hiểu không? Luôn luôn hiểu rằng tất cả công đức mình có được chỉ là phương tiện để đạt đến giải thoát. Vì tam giới này là ngôi nhà cháy, mà kẻ nào tu tập bằng cái tâm tịnh như vậy thì kẻ đó chưa thành thánh là đã an lạc rồi. Vì sao? Vì tu bằng cái nội tâm của người sẵn sàng bỏ hết mà đi, sướng dữ lắm. Các vị biết ở Mỹ, tôi biết một chuyện, hai vợ chồng cứ mỗi lần mà cuối tuần đi shopping á, về đến nhà lúc nào ông chồng cũng vui mà bà vợ cũng vui. Bà vợ vui là bữa nay mua được 8 cái bóp, 12 đôi giày, 15 cái sắc tay bóp đầm. Nhưng ông chồng cũng vui là về đến nhà ông không còn cầm nữa. Các vị nghe hiểu không? Có người vui là vì họ đã buông được cái trong tay, và có người vui là vì họ có thêm cái để họ cầm trong tay nha. Nói như vậy thì hạnh phúc trong thế gian nó có hai, và đau khổ trong thế gian có hai. Tôi nói hoài còn nhớ không? Ai nghe tôi giảng trong rung còn nhớ không? Hạnh phúc có hai là có cái gì đó nên ta hạnh phúc, và cái thứ hai là không có cái gì đó nên ta hạnh phúc. Có hiểu không? Có đúng như vậy hay không? Hạnh phúc trên thế gian này quý vị có phân tích nó ra thành mấy tôi không cần biết. Tôi chỉ biết hạnh phúc trên đời nó chỉ có hai thôi. Một là có cái gì đó và không có cái gì đó. Và đau khổ cũng có hai, có đúng vậy không? Có hai thôi. Một là có cái gì đó, và hai là không có cái gì đó. Nghe kịp không? Cho nên cũng cách đây mấy hôm tôi có kể cho Phật tử Hà Nội nghe một câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc, rất là tâm đắc. Đó là có cái ông đó, ông đi tù. Rồi ông đi ra tù, Phật cái bà con bạn bè đến thăm, nói trời ơi tôi thấy anh nó tù tôi thương quá, mù lòa mà phải vô tù tôi thương quá thương. Thì ông đó ông trả lời thế này: tù với không tù cũng vậy thôi, nó khác nhau là khóa trong hay khóa ngoài, và thằng nào giữ chìa khóa. Có hiểu không ta? Nhìn mấy cái mặt nó khờ cũng nghi, hiểu chứ? Ok. Khóa tù hay không tù cũng vậy thôi, vấn đề là khóa trong hay khóa ngoài, và ai giữ chìa khóa. Yeah. Thí dụ như bây giờ các vị đem hết những thứ tôi thích ăn thích uống, các vị đem hết vô trong phòng, các vị nói sư ở đây không được ra ngoài vì lý do nào đó, đó là một nha. Trường hợp thứ hai: sư ơi, sư thích cái gì sư đem hết vô phòng nha, rồi sư muốn đi đâu sư đi, còn không sư ở phòng cho cũng được, chứ trời nóng đừng đi đâu hết. Theo quý vị, hai cái đó nó giống ngày khác. Khác ở chỗ là một bên là tôi có cái chọn lựa, và một bên là tôi không có chọn lựa. Với người Mỹ á, họ định nghĩa cái chữ luxury rất là hay. Người châu Á mình nói sang trọng là gì? Sang trọng là vàng, bạc, châu báu, quý kim, bảo thạch, đắt tiền, bla bla bla. Người Mỹ họ không có nói như vậy. Mà người Mỹ họ nói luxury là gì? Luxury là nhiều cái option, nhiều cái choosing, nhiều cái lựa chọn. Thì cái đó được gọi là luxury, nghe hiểu không? Hiểu không? Thí dụ như bây giờ các vị ở trong một căn nhà mà bồn tắm bằng vàng, nắm cửa bằng vàng, tất cả cái gì vàng được là vàng, cái gì ngà được là ngà, cái gì cẩm thạch được là cẩm thạch. Nhưng mà phải nói đó là nước nóng lúc có lúc không, điện thì lúc mở lúc cấp, hiểu không? Nước thì lúc chảy lúc dừng. Còn một cái nhà thứ hai thì cũng sứ rồi inox vậy thôi, nhưng mà điện nước đầy đủ, gara vô hai xe. Thì các bạn thấy cái nhà nào tiện nghi hơn, dễ ở hơn? Hả? Ở nhà thứ hai chứ. Mà cái nhà thứ hai chứ, còn nhà thứ nhất cái người Nhật kêu kêu là su mà ngang là sang mà ngu. Thì tôi trở lại, cái người tu hành là cái người trau dồi công đức, nhưng mà cái hạng thấp á, tôi nhắc lại, cái hạng thấp á là tránh ác là vì sợ khổ, hành thiện là vì ham sướng ham vui nha. Lên tới cái hạng thứ hai, họ tránh ác là vì họ không còn chỗ để chứa ác, và họ hành thiện là vì cái tâm họ lúc đó không còn đường lựa chọn khác. Biết cái phân biệt ra được cái này không? Tôi nhắc lại lần nữa, hồi nhỏ trước khi ngủ má không cho mình ăn ngọt vì mình sợ hư răng, cho nên lúc đó mình không ăn ngọt trước khi ngủ là vì sợ má la, hiểu không? Nhưng mà sau này lớn lên, mình khi mình đã trên 18 tuổi thì mình không ăn ngọt nữa, thì không phải là vì sợ má la mà vì mình sợ răng xấu bồ nó đá, sợ đi nha sĩ tốn tiền. Các bạn nghe kịp không? Tôi nói đó đây tôi nhớ một chuyện. Có một cặp vợ chồng già 80 tuổi, đêm đó trăng sáng,
sáng trăng sáng cả vườn chè, một đêm một gian nhà nhỏ đi về có nhau rất là thơ mộng. Thì bà cụ nói với ổng thế này: mình nè, mình lấy nhau 60 năm, đêm nay em muốn mình trở lại một cái đêm thơ mộng nhất hồi mới quen được không? Cái ông chồng ổng triệu trạo, ổng nói bò muốn thì tôi chịu. Thì bà ổng mới viết một cái tờ giấy nhỏ: tối nay 9 giờ bụi chuối sao hè, nhớ đừng đến trễ. Ổng nhét vô phòng của bà, lặp lại từ đầu mà. Tối đó 9 giờ ổng ra ngoài cái bụi chuối sao hè, ổng chờ tới 11 một đêm không thấy bà ra, mũi nó cắn ổng bực. Ổng đi vô ổng đập cửa, ổng nói tại sao mà bà hẹn mà sao bà ổng ra. Bà nói sợ má là diễn cho tới luôn. Có hiểu không? Thì cái sợ má la của ngày xưa với cái sợ má la bây giờ nó giống hay khác? Hả? Nó khác. Thì buổi đầu chúng ta hành thiện là vì chúng ta cầu công đức, cầu được sung sướng, cầu được sung sung sướng sướng và vui vui vẻ vẻ. Rồi chúng ta tránh ác, chúng ta không dám sát sanh, chúng ta không có dám sân si, chúng ta không có dám tham của phi nghĩa là vì chúng ta sợ tội. Nhưng sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng là dầu không có tội lỗi thì mình cũng không có đủ cái tâm trạng, cái điều kiện tâm lý để mà làm cái chuyện đó, hiểu không? Hiểu chứ hả? Thí dụ như cái chuyện mà thấy của rơi, thấy người ta đứng dậy ta bỏ đi mà rớt cái bóp, dầu không có biết tội lỗi gì hết nhưng mà có nhiều người họ làm gì đó không được. Đối với họ cái chuyện mà lấy cái đó nhét cái túi nó khó hơn là kêu người ta lại mà trả, có đúng không nha? Hoặc là tôi có biết một chuyện đó, là một đứa bé nó chừng 8 tuổi ở bên ngoài, nó về nước nó chơi, nó ăn có một cái kẹo mà nó cứ cầm cái miếng giấy nó đi hoài, mà nó kiếm chỗ bỏ rác mà làm gì có. Thì bà cô nó bên đây hỏi: luyện đại đi sao không luyện mà cầm cực vậy? Nó nói luyện mới cực. Hiểu không? Câu nó hay ghê đó. Nó nói luyện mới cực. Thì bà cô hỏi sao luyện cực? Nó luyện người ta nói mình này nọ cực hơn, thà cầm bỏ túi lát về đưa cho má tự xử. Hay. Hiểu không? Có nghĩa là ở cái môi trường nào đó, cái việc mà xả rác đó, nó kỳ dữ lắm. Nó kỳ dữ lắm. Có những cái chỗ mà mình móc điếu thuốc ra hút nó kỳ dữ lắm. Bởi vì smoking là độc, nhưng mà second hand smoking còn độc hơn nữa. Mình hút là mình bệnh, mà mình gieo cái bệnh cho người khác nó cũng kỳ. Cho nên có nhiều trường hợp không cần phải ai nhắc, tự mình hiểu, mình không xả rác, không hút thuốc bừa bãi, không gạt nhổ lập la. Hay kịp không? Thiện pháp cũng vậy, ác pháp cũng vậy. Mình mới tu thì mình còn cầu vì ham công đức làm thiện, vì sợ khổ mà tránh ác. Đến một ngày mình thấy thiện ác đều là nhân khổ. Vì sao? Vì khổ hay vui đều là khổ, gián hay trực tiếp mà thôi. Có một điều thiện phải làm là vì thiện là con đường dẫn đến giải thoát. Nghe hiểu không? Thì đó gọi là xây dựng để mà đập bỏ là vậy đó. Biết là trang điểm là mất công, nhưng mà không trang điểm nhìn không giống ai, thôi ráng là biết mặc bộ đồ mất nửa tiếng, mất công thì không mặc cũng kỳ, thôi ráng mặc. Đi vô chùa khoe với người ta, từng lễ có ngày đi chùa ông khoe uổng. Ok, tôi mệt rồi, giờ tôi nghỉ rồi. Như vậy thì buổi giảng là tôi nói đến 3 chuyện. Thứ nhất, chùa kỳ viên đang xây dựng, nhưng mà đó không phải là cái duy nhất đang xây dựng, mà trong tâm hồn của từng người Phật tử ở đây cũng là những ngôi chùa đang xây dựng nha. Mai này chùa Trường Viên có xây xong mà chúng ta chưa là thánh, vẫn tiếp tục xây hoài, mà thấy cái nào tào lao phải có can đảm đập bỏ, như là thầy phương trưởng của mình đập hoài quẩn là đập. Cái thứ hai là đập để mà nâng cấp cái cũ, đập để mà đạt tới một cái tầm cao mới. Cái thứ ba, xây dựng để rồi đập phá, có để rồi buông, nhưng mà vì cái lý do phương tiện mà ta phải có. Chứ đừng có bắt chước mấy ông nội mà nói mở miệng ra là ngũ uẩn giai không, tu không tu cũng vậy, giữ giới là chấp. Thì tao lâm có biết cái loại kiểu ăn nói đó không? Cái nói bằng nói trên mây đó, thì mới mốt đắc đạo với lên mây mà ở thôi nha. Mình thực tế một chút, tu là phải có giới, có định, có tuệ. Có một điều là hành giả luôn nhớ rằng ta có tu được bao nhiêu, ta có làm được bao nhiêu, ta có học bao nhiêu, ta có thiền được bao nhiêu, thì tất cả chỉ là những lần uống thuốc.
Không có một cái thằng tào lao nào nó mất trí đến mức mà nó uống thuốc xong nó đi ra sớm nó khoe, nó nói bữa nay tôi uống $100 tiền thuốc. Không có nha, uống thuốc chữa bệnh có đâu khoe. Hành thiền là uống thuốc, bố thí là uống thuốc, học đạo là uống thuốc, nghe pháp là uống thuốc, giữ giới là uống thuốc, ngồi thiền là uống thuốc. Mình bị bệnh mà tôi uống thuốc, mình không có cái giống giải gì mình tự hào hết trơn. Vì sao? Vì tu hành là xây dựng để đập bỏ nha. Vì phương tiện là phải cầu công đức, vì phương tiện mà phải hành thiền, phải giữ giới. Nhưng mà coi ngày nào anh coi cái đó là cao siêu là anh rớt. Tôi nói hoài, một cái thằng học sinh tiểu học kiêu ngạo, mà nếu học giỏi vẫn lên trung học. Trung học mà học giỏi giàu kiêu ngạo vẫn lên đại học. Có cái bằng BA mà kiêu ngạo, nhưng nếu học giỏi vẫn có bằng MA. MA mà kiêu ngạo cách mấy, nhưng mà có trình độ thì vẫn có cái bằng PhD. Nghe kịp không? Cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, kiêu ngạo cỡ nào được miễn làm giỏi. Nhưng trong đạo thì không. Trong đạo của mình, nếu mà anh chìm đắm trong cái sơ thiền, anh không có lên được cái nhị thiền. Nghe hiểu không? Không có biết chán cái cũ, anh không có lên được cái mới, cái cao hơn. Nghe kịp không? Cái đó rất là quan trọng. Có rất là nhiều người Phật tử đi chùa hình như không được nghe cái này, hoặc có nghe mà hơi thờ ơ. Cho nên từ đó nó mới dẫn ra cái bi kịch, đó là bố thí nó có hai cách. Bố thí kiểu của người thả diều và thả chim, còn nhớ không? Bố thí thả diều có nghĩa là mình buông ra chim ai mắc, không còn bận tâm nữa. Còn bố thí thả diều là cầu công đức, bố thí mong cho người ta biết, thì đó là bố thí theo cách thả diều, thả ra mà còn giật cái dây. Cho nên tôi gặp Phật tử tôi suối, tôi nói đừng có đeo tượng Phật vô trong nhà cầu, nó bất tịnh, nó bất kính. Tu là đeo thánh giá. Vì sao? Vì tiếng Mỹ cái chữ tôi là chữ ai, đúng không? Mà tu là bỏ đi cái ai, xóa đi cái ai thành nó thánh giá, đúng không? Hiểu không? Cho nên mấy người đệ tử tôi cho đeo thánh giá hết á. Tôi nói từ chúa qua chùa chứ là cái dấu thôi. Hiểu không? Kể là đeo thánh giá, nếu mà qua bên đạo chúa nó, ủa tôi thấy dung Phật tử mình đúng. Theo Phật thì gọi là Phật tử, mà theo Công giáo thì gọi là công tử. Đeo thánh giá để giải thích là tu là xóa được cái tôi, hiểu không? Chữ A trong tiếng Anh đó, xóa đi, thành ra là thánh giá, nhớ nha. Cho nên làm phước thì vẫn là công đức thì vẫn tha thiết, nhưng mà luôn nhớ rằng có là phải bỏ. Anh không chán cái lầu 1, anh không được lầu lên là lầu 2, anh phải lìa bỏ được lầu 1, anh mới lên được lầu 2. Nhớ cái đó điều rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy rằng giống như đại dương chỉ có một vị mặn, đạo của ta chỉ có một vị giải thoát. Mà giải thoát nó có một từ đồng nghĩa, đó là buông bỏ. Các vị nghe kịp không? Đêm nay nhân cái chuyện xây dựng chùa Kỳ Viên, chúng tôi gửi đến các vị ba kiểu xây dựng của đạo Phật. Một là xây dựng để có cái ta chưa có. Thứ hai, xây dựng để nâng cấp cái cũ, đạt đến một tầm cao mới. Và cái thứ ba là xây dựng để mà đập bỏ. Nhớ cái đó. Ngày nào chùa làm xong thì chúng ta vẫn chưa có xong. Đó là chuyện. Và nên nhớ tất cả công đức tu hành có để mà đi lên, chứ không phải để mà ôm. Nên nhớ một chuyện nữa, đêm nay về đắp mền ngủ, nhớ câu thần chú này của tôi: mền đắp để ấm chứ không phải trùm cho ngọt. Có hiểu không? Công đức được thực hiện để cho mình an lạc, chứ không phải để cho cái mặt mình thấy ghét. Có nhiều người họ càng làm phước càng thấy ghét. Cho tôi giấu tên một người mà chắc chết rồi, không có dẫn tôi được. Bên Tây về làm phước trai tăng không bao giờ xài bâu thơ, đổi tiền ra một cọc. Đi đến từng ông sư cứ xin lỗi hoài à. Xin lỗi con không có bâu thơ, xin lỗi con không có thơ. Mà cứ lễ nào cũng có bà hai đó hết. Mà làm phước mà coi như là bà treo một cái chữ tôi to đùng trước mặt. Không có vui. Bố thí của nó là bố thí kiểu thả diều. Okay. Cho nên nó là nhớ làm phước là đắp mền, mền để đắp ấm, không phải để trùm cho ngọt. Như ngày bé chúng ta sợ ma. Đây có ai có ai nhỏ sợ ma nhỏ mà đắp mền thì có không? Có không? Thì cái mền đó là cái mền tàu lao. Vì cái mền đó là cái mền bị xài sai tác dụng. Mền là để đắp cho ấm chứ không phải cái mền trùm cho nó ngọt. Mà sẵn đây tôi nói luôn, tất cả ai ngồi trước mặt tôi có thói quen tai hại đó lập tức phải lìa bỏ ngay từ đêm nay. Vì chúng ta biết khi chúng ta thở, hít vào oxygen, thở ra carbonic, trùm mền thì sao? Ối ra cái nào nuốt vô cái đó. Cho nên là nếu mình làm phước mà bằng một cái tâm trạng toan tính thì có nghĩa là
ối cái phiền não ra, nuốt trở vô giống như đắp mền vậy. Cái chuyện đó vô cùng quan trọng. Ngồi xếp bằng mỗi giờ rồi. Ok, chúc các vị một đêm vui và hẹn các vị một dịp khác. Chúc các vị. Sa thú, sa thú.